Xin kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 3 tháng 8 năm 2019 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Quay trở lại với tin bão số 3. Hồi 13 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái khoảng 100 km, cách Hải Phòng khoảng 230 km, cách Nam Định khoảng 320 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Khoảng tối và đêm nay đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông trên bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông. Vừa rồi là những thông tin về thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.